Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 156 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ, sau khi nghe công chúa Vĩnh Thuần miêu tả lại bộ dáng của Dương Lăng bị bốn người vây công, công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, rồi nàng sẵn giọng nói: "Hoàng huynh cũng thật là, sao anh ấy không đi lên hỗ trợ chứ? Một mình Dương Lăng sao đánh thắng được bốn người đây? Nhất định hắn sẽ bị thiệt thòi." Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng nói: "Bọn họ giống như phát điên vậy, mà tỷ cũng sợ hoàng huynh đi lên thì bọn họ đánh cả hoàng thượng hay sao? Dương Lăng cũng thật lợi hại, bốn người đánh nhau thật là lâu. Ảm dạ bị đánh đến phun máu ồng ộc, máu phun ra toàn là màu đen. Sau đó không biết Dương Lăng làm gì mà giống như quỷ nhập vào người vậy. Hắn nhảy bật lên, cả người rách te tua mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Nụ cười này đã dọa sợ cả Đông Thần và Lý Hổ kìa." Chu Tương Nhi ngạc nhiên lên tiếng nói: "Lẽ nào đây cũng là do hắn linh cơ khẽ động hay sao?" Công chúa Vĩnh Thuần mặt tươi như hoa nói: "Vậy thì không phải, chỉ thấy Dương Lăng vỗ bụng cười rồi nói: hôn thư ở đây, có giỏi tớ lấy đi. Hóa ra hắn đã nuốt tờ hôn thư kia vào bụng. Ảm Đông Thần và Lý Hổ nghe thấy mà ngây ngốc kìa, không dám động đậy luôn. Dương Lăng bước qua nắm lấy đầu bọn họ, tông vào nhau cái cốp một tiếng, hai cái chán cũng biến thành bốn rồi. Cho đến khi bị cẩm y vệ kéo đi, bọn họ còn chưa tỉnh lại kìa." Không ngờ vị công chúa Vĩnh Thuần này còn có tiềm năng làm người kể chuyện, đong đưa Chu Tương Nhi đến ngẩn người mê mẩn. Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong thì ngây ngốc thật lâu, ánh mắt hơi cong lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh. "Hôn thư bị hắn ăn mất rồi. Hắn vì ta mà dù bị đánh cũng kiên quyết nuốt hôn thư sao? Thật làm khó hắn mà. Cũng không biết hắn bị thương sao rồi nữa. Phụ tử ảm dạ kia thật xấu xa, ra tay thật độc ác mà, lại dám xé rách cả y phục của hắn. Dương Lăng thật đáng thương." Công chúa Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi thấy dáng vẻ của công chúa Vĩnh Phúc thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Còn chưa qua cửa nhà chồng mà chồng đã chết, nhưng cũng không cần vui vẻ như vậy chứ. Nàng luôn miệng nhắc tới Dương Lăng: "Tỷ tỷ cũng đừng hồ đồ nha, nàng đường đường là công chúa Đại Minh mà." Thật lâu sau, công chúa Vĩnh Thuần mới chực chực mà nói: "Tí, hình như là Dương Lăng đánh phụ tử người ta đến nôn máu mà chết mà. Một cú cụng đầu thì làm cho người ta giống hệt như lão thọ tinh hôn mê bất tỉnh. Hắn không có thảm như vậy chứ, còn nói ra tay độc ác sao? Nên là..." Đôi mắt hạnh của Vĩnh Phúc hung hăng bắn qua, Vĩnh Thuần lập tức le lưỡi, thành thật mà ngậm miệng lại. Trong lòng của Vĩnh Phúc mừng rỡ vô cùng, nàng chỉ biết hôm nay phải gả cho người ta, nhưng bây giờ lại thành người tự do, tấm lòng thích Dương Lăng cũng không ai biết. Nàng cũng nghĩ bản thân mình và Dương Lăng là không thể nào, nhưng bây giờ không cần cả nữa, nàng có thể yên tâm thoải mái âm thầm yêu Dương Lăng, thích hắn, nhớ hắn mà không cần phải cảm thấy áy náy với trượng phu. Càng làm cho nàng vui vẻ hơn là Dương Lăng rất để ý nàng, nhất định rất để ý nàng. Hắn lẽ nào cũng thích mình, cũng giống như mình vậy, chỉ vì thân phận mình là công chúa hắn mới không dám nghĩ tới ư? Hắn thích ta sao? Hắn thích ta sao? Vĩnh Phúc nghĩ đến đây tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy ánh mặt trời tràn ngập mặt đất thật ấm áp. Chú nai con trong ngực cũng vui vẻ mà nhảy múa, đôi mắt kia thật dịu dàng đến duôn dáng, tựa như nhành đinh hương lay động dưới ánh trăng bên hồ vậy. Hai tiểu nha đầu không biết mùi tình kinh ngạc nhìn công chúa Vĩnh Phúc thể hiện ra vẻ mặt trước đây chưa từng có. Qua một lúc lâu, công chúa Vĩnh Thuần mới ha ha mà nói: "Tí, dáng vẻ hiện tại của tí đặc biệt xinh đẹp mà." "Sao?" Gương mặt công chúa Vĩnh Phúc cứng đỏ, bờ môi cũng trở nên mềm mại hơn. "Sau đó thì sao? Hoàng huynh đến gặp mẫu hậu rồi sao? Vậy Dương Lăng đang ở đâu?" Vĩnh Thuần lắc đầu nói: "Muội cũng không hỏi. Sau đó hoàng huynh biết âm mưu của ảm gia, giận tím mặt, lập tức phái Lưu Cẩn đi xét ảm gia ảm phủ rồi. Nghe nói Dương Lăng vì tuyển hôn không thỏa đáng cũng bị hoàng huynh hung hăng trách mắng một trận." Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe không vui nói: "Tuyển phò mã cũng phải vì chuyện của một mình hắn, sao không mắng quốc cứu chứ? Hơn nữa tên ảm dạ kia là do mẫu hậu chọn mà, liên quan gì đến Dương Lăng đây? Nếu không có hắn, há chẳng phải hại ta luôn rồi hay sao?"
Vĩnh Thần cười gượng hai tiếng, hai người nàng và Chu Tương Nhi do dự, không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, lại không dám để tỷ tỷ biết là bản thân mình đứng phía sau giả truyền ý chỉ của nàng ấy. Công chúa Vĩnh Phúc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tú Đình, Tương Nhi, các muội mau đến chỗ của mẫu hậu xem hoàng huynh nói gì, đừng để lộ tung tích ra, có tin tức gì thì trở lại báo sớm cho tỷ biết." "Được." Hai người nhiều chuyện, vừa nghe thấy thì mừng rỡ lên tiếng đáp lại, vội vàng chạy tới cung Tử Ninh. Công chúa Vĩnh Phúc đưa tay chống cằm, ngồi bên bàn, sóng mắt mông lung như chưa tỉnh ngủ. Một lúc lâu sau, đôi chân mày như ngọn núi xa mới bắt đầu thản nhiên trở lại. Nàng khẽ vuốt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay kia, cảm nhận được sự đau đớn như thấm vào tim gan. Chiếc khăn tay này là vật tùy thân của nàng, là thứ mà Dương Lăng trả lại cho nàng. Trên đó có hơi thở của Dương Lăng. Từ sau khi trở về, trong tay nàng, nàng xem nó như món quà của Dương Lăng tặng cho mình, vẫn luôn trân trọng cất giữ, mang theo bên mình. Bây giờ trên đó còn mang theo vệt máu của mình, tự đáy lòng cảm thấy dường như mình và Dương Lăng đã vì thế mà ở bên cạnh nhau. Nguy cơ lần này đã qua, sự tra tấn lo lắng này cũng biến mất. Nàng thật sự không muốn có lần tiếp theo. Nhưng tuổi càng lớn thì làm sao có thể tránh khỏi được đây? Ta phải làm sao thì ông trời mới thành thật, thành toàn cho ta đây? Ông trời tác hợp, ông trời tác hợp, không biết hắn nuốt bất hôn thư của ta thì tính là chỉ phúc vi hôn không? Công chúa Vĩnh Phúc ngồi trong khuê phòng, bắt đầu suy nghĩ miên man. Dương Lăng trước hết đi đến chỗ của Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa, cuối cùng mới đến điện Võ Anh gặp Tiêu Phương. Tiêu Phương nghe xong tình huống mà Dương Lăng thuật lại thì vút râu trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu thở dài mà nói: "Quốc công kinh xuất rồi, đây là một cơ hội tốt mà. Ảm gia nhất định phải đạt được chức phò mã này, cho nên tuyệt đối không chỉ nhờ vả mỗi Tất Chân. Chỉ e có Tất Chân giật dây, hoạn quan trong cung hợp tác tương trợ cho Ảm gia cũng không ít đâu. Nhất là Mã Vĩnh Thành kia, Tất Chân là người của Lưu Cấn, ông ta cũng là người của Lưu Cấn. Nếu xem đây là một đột phá, nó không chừng đây là cơ hội để lật đổ Lưu Cấn. Phải biết hoàng thượng hận nhất là kẻ lừa gạt sự tín nhiệm của người, tổn hại đến người thân của người kia." Dương Lăng ngẩn ra, giật mình mà nói: "Ôi chao, lúc ấy ta vội vàng xông vào cung, lòng nóng như lửa đốt, rất vất vả mới giành được hôn thư, lại đánh nhau một trận, làm sao có thể bình tĩnh suy nghĩ được nhiều như vậy? Bây giờ không thể." Trước mắt hiện lên tình cảnh lúc trước Mã Vĩnh Thành đánh một gậy vào đầu nữ quan trong phủ công chúa, đánh nàng chết tươi tại chỗ, Dương Lăng đột nhiên im lặng không nói gì. Lúc này mà nói chỉ e rằng không kịp nữa rồi. Mã Vĩnh Thành tất nhiên sẽ giở mánh cũ, giết Tất Chân diệt khẩu. Với năng lực của ông ta, muốn tìm một cái cớ mua chuộc tai mắt đương nhiên là không khó. Tiêu Phương thấy hắn đã hiểu rõ, tiếc hận mà nói: "Thời cơ đã trôi qua rồi, nếu như lúc ấy quốc công mượn cớ đã phụ thánh ân, chủ động xin đi giết giặc lập công, điều tra vụ án lừa hôn này, rồi tìm hiểu ngọn nguồn, đào tận gốc rễ, rồi nhân cơ hội lần lượt lôi cả những vấn đề khác ra nữa, thì nói không chừng có thể đồng loạt lật đổ ba người Trương Thái, Mã Vĩnh Thành và Lưu Cấn. Trong quan trường, một chuyện nhỏ gặp được thời cơ thích hợp, thuận thế tạo thế thì chính là một cơ hội tạo nên một cơn sóng động trời, có thể thừa cơ đẩy đối thủ hùng mạnh xuống vực sâu không đáy. Vốn chính là một diệu kế nhất tiến tam điêu, bây giờ xem ra chúng ta phải tiếp tục nhẫn nhịn chờ thời cơ rồi." Dương Lăng trầm tư một lát rồi hắn nói: "Hiện tại tai họa mà Lưu Cần tạo ra còn chưa đủ lớn, cũng chưa đắc tội với quá nhiều người. Vụ án xảy ra trong cung, cho dù ta có nhúng tay vào thì phạm nhân cũng chỉ giao cho ba sử một vệ mà thôi. Không cần đợi điều tra rõ ràng thì Lưu Cần đã nghĩ ra cách biến người sống thành người chết mất rồi. Nội bộ bên Lưu Cẩn hiện nay cứng như sắt vậy, thời cơ chưa đến, có mưa gió cũng không lật đổ được đâu. Nếu không làm tốt thì chính mình sẽ thất bại nặng nề." Hắn thấy Tiêu Phương còn đang trầm tư, liền trêu chọc mà nói: "Được rồi được rồi, lão đại nhân của ta ơi, không thể nhất tiễn tam điêu thì chúng ta có thể một thương diệt đầu sỏ được cơ mà. Tìm cơ hội đánh thẳng vào chủ soái là được rồi. Hơn nữa Lưu Cẩn Trưng Thái cùng lắm chỉ là một con điêu mà thôi, ở đâu ra mà đánh được ba con điêu chứ?" Tiêu Phương rút cằm suy nghĩ một chút, nghe thấy thế thì bất giác sửng sốt, lúc này mới ngẫm lại, không khỏi bật cười, vẻ lo lắng nghiêm trọng trên mặt cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta giãn sắc mặt ra cười nói: "Môn hạ không phải đang nghĩ tới bọn họ, thời cơ đã mất, có nghĩ cũng vô ích thôi, môn hạ đang nghĩ đến chuyện khác kìa. Quốc công không thể rời triều chính quá lâu, lâu quá e rằng sinh biến, nhưng lại không thể công khai nắm lại quyền lực được. Nếu không Lưu Cẩn biết khó sẽ thu liễm lại, khổ tâm của quốc công sẽ trôi theo dòng nước mất thôi. Môn hạ nghĩ việc này có lẽ cũng là một cơ hội tốt rồi, lại không làm cho Lưu Cẩn nghi ngờ." Sau đó ông ta chắp tay nói: "Quốc công, môn hạ đến cung Tử Ninh kiến giá trước, xem thử hoàng thượng và thái hậu muốn xử lý việc này như thế nào. Đến lúc đó môn hạ sẽ tùy cơ làm việc, tìm kiếm cơ hội vậy." Trong cung Tử Ninh, sắc mặt Trưng Thái hậu xanh mét, sốt ruột tới lui trong điện. Châm phượng trên đầu khe khẽ rung động, chính thức hoàng đế ngậm miệng ngồi phía trên cũng không nói lời nào. Tam đại học sĩ ngồi hai bên cúi mày thu mắt giống như tượng đất vậy,
không khí trong điện nặng nề dị thường. Sau một lúc yên tĩnh, chính Đức Hoàng đế không nén được mà tức giận, y đằng hắng một tiếng rồi nói: "Chư vị ái khanh, các khanh nói chuyện đi chứ, bây giờ nên làm sao đây?" Dương Đình Hòa nhìn trái nhìn phải, chắp tay nói: "Thần cho rằng..." Ông ta mới nói tới đây, Mã Vĩnh Thành đột nhiên vội vã chạy vào, quỳ xuống đất nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, lão nô hồi chí." Chính Đức đứng vụt dậy, lạnh lùng nói: "Sao, đã băng tên khốn Tất Chân kia tới rồi sao?" Mã Vĩnh Thành cuống quýt dập đầu: "Hoàng thượng, Tất Chân nghe thấy sự tình đã bại lộ nên sợ tội tự sát rồi, lúc lão nô cho người mò được ông ta dưới giếng thì đã chết chìm rồi." Chính Đức sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Sao, chết rồi ư?" Y đặt mông ngồi lại ghế, nhụt chí lên tiếng: đứng lên đi. Ông ta thật biết thừa cơ, thật tiện nghi cho ông ta mà." Tất Chân thật sự là tự sát. Trước khi vào cung, ông ta vốn là một lưu manh, do một lần đuôi mù nên đã đắc tội với cường hào địa phương, biết không thể nào sống sót được nên mới nhân tâm tự hoạn vào cung làm thái giám. Trước khi người này vào cung đã lấy vợ, sinh được một hai trai một gái. Người biết chuyện này không nhiều, nhưng Mã Vĩnh Thành biết rõ nguồn gốc. Nếu ông ta muốn tiêu diệt Tất Chân, ông ta cũng có thể làm được. Chẳng qua là có thể bức đến mức Tất Chân tự sát, vậy chẳng phải càng hoàn mỹ hơn hay sao? Cho nên Mã Vĩnh Thành tìm được Tất Chân rồi thì tiên lễ hậu binh. Hôm nay muốn chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết. Một người chết không liên lụy đến người khác thì có thể bảo toàn tính mạng cả nhà. Bằng không thì một nhà già trẻ của ngươi, con trai con gái đều xong đời. Tất Chân cùng Đường Chỉ Đành nhảy xuống giếng tự sát. Mã Vĩnh Thành chỉ khẽ giật khóe miệng, hai tay sạch sẽ vô cùng, trở về cũng không có gì phải sợ hãi nữa. Mã Vĩnh Thành đứng lên, rất quy củ, lui vào trong góc tường, lén lén liếc trộm mọi người. Dương Đình Hòa hắng giọng hai tiếng, lại nói: "Hoàng thượng, thần cho rằng ảm gia khi quân phạm thượng, tội không thể tha. May mắn là chưa xuống hôn thư, không tổn hại đến danh tiết của công chúa. Có điều, thiên hạ đều biết tại hôn của công chúa sự việc ra như vậy rồi, không tránh khỏi là trở thành trò cười. Cho nên thần cho rằng lập tức mau chóng chọn ra một người, trong số hai người trúng tuyển phò mã đã vào học thái học, nhanh chóng định ra hôn sự, kết thúc mọi chuyện để công chúa an tâm. Trong dân gian cũng ít huyên náo hơn." Trương Thái Hậu nghe xong vẻ mặt khẽ động, ngồi lại trên phượng ỷ, trầm tư một lát, gật đầu: "Mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa chắc đã chấm. Hiện tại cũng chỉ có thể tuyển chọn được con rể tốt mới có thể làm việc này lắng xuống được thôi, mới có thể cứu được chút thể diện của hoàng gia. Hoàng thượng, chư vị ái khanh, mọi người nghĩ sao?" Chính Đức gật đầu, Tiêu Phương cũng gật đầu nói: "Dương đại học sĩ nói rất đúng, thần cũng cho rằng không bằng lấy dao chặt đầy rối, mau chóng chấm dứt chuyện này." Đôi mắt phượng của Trương Thái Hậu giờ đến Lý Đông Dương, hạ giọng mà hỏi: "Vậy Lý đại học sĩ thấy sao?" Hai hàng lông mày của Lý Đông Dương nhíu lại, chần chừ nói: "Thần cũng không có ý kiến, nhưng hôm nay việc lựa chọn phò mã lại là một đám nghịch tặc hoạn quan lừa dối qua ái, suýt chút lầm lỡ việc trung thân của công chúa. Điện hạ nghe thấy tất nhiên lo sợ, thần cho rằng giờ là lúc bất thường, chi bằng mời điện hạ Vĩnh Phúc tới gặp mặt hỏi ý của điện hạ, có đồng ý bây giờ lựa chọn lại phu tế hay không, hay là chờ đến khi sóng gió qua đi bình phục lại tâm tình." Trương Thái Hậu nghĩ đến chuyện uất ức hôm nay mà để nữ nhi nghe được thì khó tránh khỏi thương tâm khổ sở, bất giác thở dài một hơi, gật đầu nói: "Đại học sĩ lo lắng rất đúng, Mã Vĩnh Thành đi mời công chúa Vĩnh Phúc tới cung Tử Ninh." Công chúa Vĩnh Phúc đang váy dài khoan thai bước vào, duyên dáng quỳ bái Thái Hậu: "Vĩnh Phúc tham kiến mẫu hậu, hoàng huynh." Chính Đức vội vàng nói: "Đứng lên đi, đứng lên đi. Ngự muội, muội biết chuyện xảy ra ở trong cung Cẩn Thanh sao?" Thần sắc của công chúa Vĩnh Phúc bình tĩnh nói: "Vĩnh Phúc có nghe Mã tổng quản nói một chút, hình như là ảm gia tham lam vinh hoa, lừa gạt hôn thư. Sự việc bị người ta vạch trần nên đã nhốt toàn bộ vào thiên lao rồi, có phải không?" Chính Đức thấy vẻ mặt của nàng bình tĩnh, còn cho rằng nàng đau khổ quá độ, càng thêm bất an mà nói: "Ngự muội, muội muội đừng khổ sở. Chấm và mẫu hậu cùng ba vị đại học sĩ thương lượng cho rằng nên chọn ra một giai tế tốt khác cho muội, muội thấy thế nào?" Vĩnh Phúc từ lâu đã được Vĩnh Thuần, Tương Nhi đi dò xét báo tin rồi, nàng quyết ý không để người khác sắp đặt việc trung thân của mình một cách hoang đường như thế nữa, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự dày vò ở trong lòng nữa. Vĩnh Phúc rủ mi, yếu ớt mà nói: "Tuy ảm gia không ra gì, thế nhưng hôn thư đã hạ, danh phận đã định, phu có thể lấy thêm người nữa, phụ không thể gả hai chồng. Nữ nhân làm người thì phải bảo toàn chính tiết, Vĩnh Phúc thân là công chúa hoàng gia, đương nhiên là phải làm gương. Trên hôn thư có ghi tên và sinh thần bát tự của muội cũng đã giao cho người ta, làm sao có thể thu hồi được? Đa tạ hoàng huynh quan tâm, hoàng muội còn có thể gả hay sao?" "Sao? Ồ, ngự muội." Chính Đức hoàng đế vỗ tay một cái, mừng rỡ đứng lên.
Người muội không cần lo lắng, hôn thư kia vốn chưa từng giao vào tay ảm gia, cho nên hôn sự này không được phê chuẩn. Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi: Sao, Hoàng huynh không gạt ta đấy chứ? Quân vô hí ngôn, ca ca sao lại nói dối muội được? Vậy lấy ra cho muội xem. Một cánh tay trắng nón đưa đến trước mặt của Chính Đức. Cái này... Chính Đức lúng túng, lùi một bước. Cái này hôn thư đã bị Dương Lăng ăn sạch rồi. Công chúa Vĩnh Phúc thở dài yếu ớt, lại ủy khuất, quỳ xuống. Vĩnh Phúc biết mẫu hậu, Hoàng huynh không nhân tâm thấy Vĩnh Phúc chịu khổ, nên có thiện ý lừa gạt. Trong lòng Vĩnh Phúc vô cùng cảm kích, nhưng đạo của nữ tử chỉ theo một chồng. Hôn thư kia không phải là thức ăn, sao có thể nuốt xuống được chứ? Hoàng huynh đừng gạt muội. Trương Thái Hậu mờ mịt mà nói: Vĩnh Phúc à, Hoàng huynh của con không có gạt con, hôn thư thật sự là bị Dương Lăng ăn sạch rồi. Nữ nhi không tin, hôn thư đó là trong sạch của Vĩnh Phúc, hôn thư kia trong tay ai thì nữ nhi sẽ là thê tử người đấy. Ánh mắt của Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào chóp mũi của mình, khi nói ra những lời này thì dưới bộ ngực sữa như có một con ngựa hoang đột nhiên xông ra vậy, chạy như điên loạn ở đấy, kích động không thôi. Câu nói này của nàng là câu nói to gan nhất, xấu hổ nhất, cũng sảng khoái nhất trong cuộc đời của nàng. Tam đại học sĩ vừa nghe, dường như đồng thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt dại ra, cả người thả lỏng. Lý Đông Dương nhìn trời, Dương Đình Hoàng ngắm đất, Tiêu Phương nhìn chằm chằm móng tay của mình đến mức ngây ngẩn, giống như đó là áng văn tuyệt thế nhất trên đời này vậy. Trương Thái Hậu soạt một tiếng đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét. Nữ nhi đường đường là công chúa, sao lại có thể nói ra những lời này? Tam đại học sĩ là trọng thần đắc lực, cũng không có ai nói ra cả. Việc này chung quy cũng là một việc đáng xấu hổ. Từ khi nào thì nữ nhi trở nên to gan như vậy, không biết xấu hổ như vậy đây? Hôm đó ở dưới sân khấu, ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nữ nhi quả nhiên đã âm thầm thích tên họ Dương kia rồi. Chỉ có mỗi mình Chu Hậu Chiếu là nghe không hiểu tâm tư của muội muội mình, y còn ở đó vui vẻ lên tiếng: Người muội tốt của chấm à, muội còn sợ tương lai sẽ có người biến ra một lá hôn thư đến tranh chức phò mã hay sao? Lá hôn thư kia nằm trong bụng của Dương Lăng rồi, đã sớm tiêu hóa đến không ai nhận ra được rồi. Y lướt nhìn xung quanh, đột nhiên phát giác tất cả mọi người đều có chút không bình thường, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thái Hậu phung áo tay áo một cái. Một đứa trẻ hiền lành dịu ngoan, một khi bướng bỉnh lên mới lợi hại nhất, chín con trâu cũng đừng hỏng kéo được. Trương Thái Hậu bước tới trước một bước thì châm nhọn trong tay Vĩnh Phúc liền đâm vào cổ họng, một giọt máu đỏ sẫm rỉ ra. Đáng thương cho công chúa Vĩnh Phúc cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được người ta che chở như châu như ngọc, toàn thân trong sáng như ngọc, không chút tì vết nào, hôm nay lại vì Dương Lăng mà đổ máu hai lần. Trương Thái Hậu thấy thế thì tức giận đến run rẩy cả người, cười lạnh mà nói: Được, được, con thật sự trưởng thành rồi, không ngờ còn không biết quy củ như vậy. Phò mã không chọn nữa, đưa công chúa hồi cung. Nói rồi, bà ta phất tay áo dẫn theo cung nữ thái giám bên người đi thẳng đến hậu cung. Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc trầm xuống, hai hàng lệ tuôn chảy, nàng yên lặng cúi đầu, đứng dậy rời đi. Đôi mắt gian trá của Tiêu Phương chuyển động nhanh như chớp, cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. Đột nhiên ông ta cũng đứng lên mà nói: Hoàng thượng, lão thần có chút bí bách, cáo lui một chút đây. Chính Đức mờ mịt gật đầu, y cũng vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Chính Đức cũng đã đoán ra được tâm ý của muội muội. Muội ấy thích Dương Khanh sao? Việc này không thể làm được. Muội ấy thích ai chấm cũng đều có thể giúp muội ấy, chỉ cần bản thân muội ấy vui vẻ là được rồi. Nhưng Dương Khanh, Dương Lăng có vợ rồi. Thời Đông Tấn cũng có tiền lệ công chúa gả cho người đã kết hôn, người lấy là đại danh nhân Vương Hiến Chi, nhưng sau khi Vương Hiến Chi nhận hoàng mệnh cũng phải bỏ vợ mới lấy được công chúa kìa. Muội muội à, hoàng huynh vì muội mà buộc Dương Lăng bỏ ấu nương tỷ tỷ, việc này làm sao mà huynh làm được đây? Tiêu Phương lấy cớ mắc tiểu bỏ trốn, vừa ra khỏi cung Tử Ninh thì đảo chân thất tha thất tèo đuổi theo công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc vừa đi vừa khóc, chợt nghe phía sau có người gọi, quay đầu lại nhìn thấy thì Tiêu Các Lão hơn 80 tuổi, mái tóc trắng xóa đang chạy bước nhỏ đuổi theo, vội vàng lau nước mắt, khẽ thi lễ mà nói: Tiêu đại học sĩ. Tiêu Phương thở hồng hộc hồn hển, thử thăm dò mà hỏi: Điện hạ, lão thần mạo muội, công chúa điện hạ muốn gả cho người nuốt hôn tư của công chúa sao? Vĩnh Phúc đảo mắt không trả lời. Tiêu Phương đưa tay vuốt râu, nghiêng mặt sang một bên lướt trộm về mặt của công chúa, rất âm hiểm mà nói: Lão thần đã hơn 80, cũng rất mềm lòng, sao có thể chịu được nỗi khổ sinh ly tử biệt của các cô gái trên đời này chứ? Chỉ đáng tiếc không biết tâm ý của công chúa, lão thần muốn ra sức giúp đỡ, thế nhưng lại sợ đừng đốt. Ánh mắt của Vĩnh Phúc sáng lên, vội vàng nói: Tiêu đại nhân, ngài có cách khuyên mẫu hậu ta hồi tâm chuyển ý hay sao? Tiêu Phương nhíu mày nói: Phía Thái Hậu chắc chắn là rất khó. Có điều công chúa và người nuốt hôn thư của công chúa là lưỡng tình tương duyệt, lén định chung thân hay sao?
Vĩnh Phúc ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng, ửng đỏ lên, cúi thấp đầu yếu ớt mà nói. Hắn không biết tâm ý của ta. Tiêu Phương nói, chuyện này khó làm, Thái Hậu đang nổi giận, cho dù Thái Hậu thương công chúa nhưng chuyện hồi tâm chuẩn ý thì phải từ từ thuyết phục nữa chứ. Chuyện tuyển phò mã thiên hạ đều biết cả, nếu công chúa đột nhiên hứa gả cho quan tuyển hôn, vậy sóng gió có thể giảm bớt hay không đây? Người kia còn chưa biết tâm ý của công chúa, chắc công chúa không hy vọng hoàng thượng hạ chỉ buộc hắn lấy vợ đấy chứ. Người kia là nam tử trọng tình trọng nghĩa, vì thế tử mà có thể cự tuyệt không nhận thánh chỉ kìa. Nếu đương kim công chúa Vĩnh Phúc qua cửa, vậy vị trí chính thê nhất định là phải có được rồi. Cho dù công chúa không để ý, nhưng thể diện của hoàng gia thì phải để ý, chỉ là không biết hắn có chịu vì công chúa mà từ bỏ nguyên phối hay không thôi. Nghe xong những lời này, công chúa Vĩnh Phúc sững người. Nghe nói Thái Hậu muốn chọn phò mã cho nàng, trong lòng của nàng đã quýnh lên. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ là lật bài ngửa với Thái Hậu, biểu hiện rõ tâm ý của nàng. Thái Hậu vừa phản đối, nàng liền giận, nói không gả cho ai cả, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe Tiêu Phương nói mới tỉnh ngộ, cho dù qua được ải của Thái Hậu, chỉ e sự việc cũng không sẽ làm như vậy, căn bản chính là khó khăn trùng trùng. Ngay cả hắn có thích mình hay không, cũng là do nghe xong chuyện nuốt hôn thư mà tự mình suy nghĩ mà thôi. Vĩnh Phúc vừa nghĩ thì quân bách tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Sao ta lại ngốc như vậy chứ, bây giờ làm sao mới được đây? Ta không muốn đoạt vị trí của ấu nương tỷ tỷ, nhưng cho dù là triều đình, dân chúng hay là hắn đi chăng nữa, nàng ta sẽ muốn như vậy hay sao? Nàng vội vàng hỏi Tiêu Phương, Tiêu đại nhân, vậy ngài có cách gì giúp ta không? Tiêu Phương chậm rãi lên tiếng, nếu muốn bình ổn sóng gió tuyển hôn này, công chúa phải định được thân phận. Nếu muốn Thái Hậu hồi tâm chuyển ý thì phải dùng tình thân mẫu tử để từ từ khuyên nhủ tác động. Nếu muốn người kia cam tâm tình nguyện lấy công chúa làm bình thê mà không vì quy củ hoàng gia mà xua đuổi thê thiếp, tất cả những chuyện này nếu muốn đạt được mục đích thì công chúa phải có một thân phận thích hợp rồi chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Công chúa Vĩnh Phúc nín thở, ta không để ý thân phận địa vị, nhưng ta phải làm sao đây? Tiêu Phương nhau mắt lại, trước kia có một vị công chúa khi hoàng thượng muốn gả nàng cho thổ phiên tán phổ, nàng cũng đang 16 tuổi, để tránh lấy chồng nơi tái ngoại, liền tuyên bố muốn cầu phúc cho ngoại tổ mẫu nên xuất gia làm đạo sĩ, dọn ra đạo quán bên ngoài, đợi khi việc hòa thân lắng xuống nàng mới hoàn tục gả cho lăng quân như ý của mình. À, là Thái Bình công chúa. Tiêu Phương khẽ mỉm cười mà nói, đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu mãi không dứt bệnh, nếu như điện hạ cầu phúc tận hiếu vì tổ mẫu thì bất luận là Thái Hậu hay Hoàng thượng đều không thể nói gì cả, cũng không ngăn được. Thứ nhất là để tranh thủ thời gian, thứ hai Thái Hậu có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng thời gian dài điện hạ là thân sinh cốt nhục của Thái Hậu, người sao nỡ lòng để cho điện hạ sớm tối niệm Phật cả đời đây. Còn thứ ba, đã xuất gia thì chính là tứ đại gia không, vứt bỏ tất cả thân phận hồng trần, công chúa có thể nói với hoàng thượng thu hồi phong hiệu, đợi khi hoàn tục rồi thì ban phong hiệu lần nữa. Thân vương công chúa nhất phẩm thì phải chọn ngày lành cử hành đại điển hoàng gia, long trọng ban sách vàng. Lão Tư Phương cười ra nói tiếp, thời gian này nói sao cũng phải mất 2 tháng. Trong 2 tháng này công chúa chỉ là một nữ tử, không có phong hiệu, không có phẩm bậc, có sự đồng ý ngầm của Thái Hậu. Quốc công gia muốn kết hôn với một nữ tử hoàng tộc bình thường thì có cái gì mà khó đây. Sau đó danh hiệu của công chúa sẽ là quốc công phu nhân. Hàng mày trắng của con cáo già này nhíu lại, khó khăn mà nói, công chúa không thể gả cho người đã kết hôn được, không thể để cho trượng phu lấy thê thiếp khác. Nhưng nếu hoàng gia phong cho một vị quốc công phu nhân là công chúa thì không thể ép người ta vợ con ly tán được nữa rồi. Ông ta lắc đầu thở dài, Khổng Thánh Nhân định ra đại lễ cũng chưa từng nhắc đến tình huống này. Lão thần cũng không biết nên làm sao nữa, đau đầu, thật đau đầu quá mà. Tiểu công chúa Vĩnh Phúc mới vừa 16 tuổi, vừa nghe thấy thì vui mừng nhảy dựng lên. Nàng hưng phấn nói, được, bản công chúa lập tức đi tìm hoàng huynh, ta muốn xuất gia làm đạo cô. Không làm đạo cô, làm ni cô. Sao? Phải cạo đầu sao? Vốn dĩ tiểu cô nương oán hận phải sớm tối niệm Phật, không nhìn thấy ai cả, thế nhưng vừa nghe lão già này nói thì đã thông suốt, trong lòng hoạt bát hơn, nhưng lại không nỡ bỏ mái tóc đen này. Công chúa. Tiêu Phương cười gian 2 tiếng. Nữ tử trẻ tuổi xuất gia phần lớn đều phải tu hành trước, đợi khi tuổi lớn hơn rồi, Phật tâm kiên định, lúc này mới chính thức quy y làm tăng. Công chúa hiện tại chẳng qua là đổi cung trang thành thâm y thôi. Còn về mái tóc kia, điện hạ à, người nuốt hôn tư kia e rằng mới là cửa khó qua nhất của điện hạ kia. Xuất gia làm đi, hay là mái tóc dài có cạo hay không đều khiến cho hắn đau lòng vì điện hạ, vậy chẳng phải càng tốt hay sao?
Trưởng công chúa điện hạ, thần có tội. Lúc bấy giờ, Dương Lăng bước vào Phật đường nhỏ mở tối trong hoàng cung, thấy nàng mặc một thân áo trắng, quay mặt quỳ xuống, hai tay chắp lại lặng lẽ lễ Phật. Mái tóc của nàng đã tháo búi tóc ra, mềm mại phủ sau vai áo trắng tuyết. Trong lòng của Dương Lăng đau xót, lặng lẽ quỳ gối sau lưng của nàng, chậm rãi cúi đầu. Nàng muốn xuất gia rồi. Một cô gái mới 16 tuổi chịu đả kích này cuối cùng lại thoái chí nản lòng. Sớm tối muốn niệm Phật cả đời sao? Ta không giết bá nhân, bá nhân lại chết vì ta. Cả đời cả kiếp này mỗi khi ta nhớ tới trong Phật đường thê lương này có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dung nhan tiểu tụy, ngồi trước tượng Phật, từng tiếng mõ khô khốc vang lên, mái tóc đen nhánh đổi thành màu bạc. Tại sao ta có thể chấp nhận được? Ánh mắt của Dương Lăng đã ươn ướt, nhưng nhìn công chúa Vĩnh Phúc một thân áo trắng như tuyết, thanh khiết, đến cả câu khuyên nàng hồi tâm chuyển ý đừng xuất gia cũng không nói nên lời. Dương Quốc Công. Công chúa Vĩnh Phúc lại ba lạy, uyển chuyển đứng dậy rồi quay đầu lại. Ngài không phải là thần của ta, ta cũng không phải là công chúa của ngài. Ta đã xuất gia làm ni, pháp hiệu là Tu Duyên, nghiền ngẫm Phật pháp, tu tâm dưỡng tính cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đôi mắt trong suốt của Dương Lăng ngước lên, phát hiện vẻ mặt của công chúa Vĩnh Phúc điềm tĩnh, còn mang theo nụ cười dịu dàng, giống hệt như nữ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Trong tay nâng bình cam lộ, nào có chút bi thương tuyệt vọng xuất ra nào, bất giác liền sừng sốt. Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng bước lên vài bước, áo màu trắng đung đưa, ngọc thể nhẹ nhàng, phong tư thật sự có khí chất siêu phàm thoát tục, khí chất cao quý ung dung vốn có đã biến mất không còn gì nữa. Vẫn ở trong cung, chỉ đổi tên cung điện vốn có, lại có cung nữ thái giám theo hầu hạ thì sao có thể gọi là tu hành được đây? Ta đã bẩm tấu với hoàng huynh, sai rồi, nên gọi là hoàng thượng mới phải. Chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây, xây một tòa ni am, phiền quốc công gia đốc thúc xây dựng ni am rồi. Dương Lăng lặng yên nhìn nàng, Vĩnh Phúc lần đầu tiên bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm, trái tim lập tức đập loạn nhịp, nàng vội vàng quay đầu đi, vội vàng nói: "Việc này do ta tự quyết định, ngài không cần vì vậy mà dây dứt đâu. Ngài hãy theo hoàng huynh, hoàng thượng đi đi, đợi khi xây xong thân phòng, ta sẽ chính thức xuất gia." "Hey, là xây ni am cô hay là xây thân phòng vậy? Dáng vẻ vui mừng của muội muội nào giống với xuất gia chứ, giống xuất gia hơn kìa." Lúc đấy chính đức hoàng đế đứng ngay ở cửa vào Phật đường, buồn chán đảo mắt thầm nghĩ: "Ni am của ta ngay bên cạnh nhà của huynh đấy, xuất gia rồi thì ta có thể có cơ hội gặp mặt nhiều hơn ở trong cung mà. Dương Lăng ơi Dương Lăng, huynh không được phụ ta, bằng không ta sẽ xuất gia thật đấy." Công chúa Vĩnh Phúc vừa xấu hổ vừa vui mừng nghĩ thầm, nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt ca ca của nàng, đôi huynh muội buồn tẻ đồng thời quay đầu đi. "Hey, Dương Khanh, chúng ta đi thôi." Chính đức dẫn đầu bước nhanh ra ngoài thầm nghĩ: "Vừa rồi mẫu hậu nghe nói muội muội muốn xuất gia đã có chút kinh hoàng, hình như có hơi hối hận thì phải. Có lẽ biện pháp này của muội ấy thật sự có thể thỏa mãn được tâm nguyện. Nàng muốn làm ầm lên thì cứ làm đi, mặc áo gì thì cứ mặc đi, chơi chắn rồi sẽ quay lại. Dù sao thì chấm cũng không thể để cho nàng ấy thật sự xuất gia được. Mà khoan, đợi đã nào. Nếu như muội muội thật sự gả cho hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành muội phu của chấm hay sao? Dương Khanh lớn hơn ta mà phải gọi ta bằng đại ca. Hay." Cái suy nghĩ không nghiêm túc này khiến Long Nhan vui mừng, vung tay áo càng hăng hái ra ngoài. Dương Lăng đi phía sau mà khó hiểu: "Hai hình muội này làm cái gì vậy? Sao lại vô tâm vô phế như vậy chứ? Ta đau lòng cho nàng, mà bọn họ thì..." Hai người một trước một sau đi vào tiền đường, Mã Vĩnh Thành đang đợi ở đấy. Chính đức kho một tiếng rồi nói: "Việc Vĩnh Phúc xuất gia xây dựng ni am, chấm sẽ bảo Khâm Thiên Giám chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây. Việc đốc thúc xây dựng thì giao cho Dương Khanh vậy." "Dạ." Sắc mặt Dương Lăng nặng nề, vái một cái thật dài: "Nội kho bây giờ không giàu, nhưng chấm cũng không muốn ủy khuất ngựa muối. Ảm ra khi quân, chấm đã truyền chỉ Lưu Cẩn bảo ông ta giao việc điều tra xét nhà lại cho Khanh làm. Khanh phải đào hết cả cái ổ chuột chết này ra, tài vật thu được thì dùng để xây ni am, nếu không đủ thì tìm Mã Vĩnh Thành." Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành đồng thời đáp lời. Chính đức tiến lên vỗ bờ vai của Dương Lăng nói: "Ni am ở ngoại ô phía tây rất cần chỗ Khanh, bình thường giúp chấm để ý một chút là được." "Dạ, thần nhất định dốc hết toàn lực." "Chấm tin tưởng Khanh." Chính đức hoàng đế gật đầu nói: "Vĩnh Phúc là bà muội của chấm rất thương muội từ này. Tuổi muội ấy còn quá nhỏ, Khanh phải giúp chấm chăm sóc muội ấy thật tốt vào." Mã Vĩnh Thành nghe thấy thì vẻ mặt cứng đờ lại, những câu này giống như chưa từng nghe thấy vậy. Dương Lăng ngây người sửng sốt ra khỏi cung, tình hình Dương Cung Bạt Kiếm trong cấm cung cũng đã rút lui rồi. Tuy rằng Thạch Văn Nghĩa thấy hắn vẫn còn hậm hực, nhưng hắn vẫn muốn tiến lên chào. Chuyện hôm nay Thạch Văn Nghĩa không làm sai, tuy biết gã là phe đảng của Lưu Cẩn, Dương Lăng cũng cười làm lành xin lỗi.
đường đường là một quốc công gia mà lại nói lời xin lỗi với một thiên hộ cẩm y vệ. Thạch Văn Nghĩa mặt mũi sắm cho cũng coi như lấy lại mặt mũi. Dương Lăng rời khỏi Ngõ Môn mới nhớ ra Cao Văn Tâm vẫn đang trong phủ Kim Châm Lưu, liền vội vàng quay về Lưu phủ. Cao Văn Tâm dịu dàng mỉm cười, cũng không hỏi hắn gì cả. Cho đến khi lên xe, hai người cùng ngồi trên tháp, Cao Văn Tâm mới cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn rồi nói: "Phu quân, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì mà nói vội vàng rồi giờ đi như vậy? Huynh sắc mặt không tốt lắm đâu." Sắc mặt có thể tốt lên sao? Công chúa Vĩnh Phúc thành Ni Cô tu duyên, Ni Am kia còn xây dựng ở ngoại ô phía tây, vào kinh rời kinh e rằng nhất định sẽ nhìn thấy. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh rồi, làm hại cô nương người ta đau lòng muốn chết mà xuất gia làm ni. Dương Lăng vừa mới nghĩ tới đây thì trong lòng liền khổ sở. Hắn mệt mỏi thở dài, khẽ ngưng người nằm xuống, gối đầu lên đôi chân ấm áp của Cao Văn Tâm, hai má dán vào bộ ngực giữa thẳng đứng của nàng, cúi đầu nói lại một lần chuyện xảy ra trong cung hôm nay. Cao Văn Tâm nghe xong cũng giận đến trắng bệch cả mặt. Nữ nhi người ta yêu một lần là cả một đời, bởi nàng đã từng trải qua long đong nên không ai xem trọng tình cảm hơn nàng cả. Ảm gia lại làm ra chuyện đáng tận lương tâm như vậy, nếu quả thật đã định danh phận mà tên ảm gia kia lại đột ngột bệnh chết, vậy công chúa Vĩnh Phúc người ta phải làm sao đây? Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của tướng công nhà mình, chỉ e rằng sẽ khổ sở cả đời mất. Cao Văn Tâm khẽ thở dài một tiếng, vỗ về hai má của Dương Lăng dịu dàng rồi nói: "Đừng phiền lòng, cũng may cắt nhân thiên tướng, chẳng phải tướng công đã kịp thời đoạt lại hôn thư rồi hay sao? Tuy nói công chúa có mất mặt một chút, nhưng cuối cùng cũng không tạo thành sai lầm lớn, tuyển lại một phò mã khác là được rồi." Nàng cúi đầu nhếch bờ môi anh đào mềm mại dịu dàng hôn một cái lên trán của Dương Lăng, cười nhẹ rồi nói: "Một đống tơ lụa nuốt rồi thì thôi đi, cũng không có trở ngại gì lớn cả. Bút tích của tiên đế vẫn nằm trong phủ chúng ta, bút tích của đương kim hoàng thượng lại được huynh ôm về, mực nước trong bụng của phu quân là do hoàng thượng ban cho, huynh còn không vui hay sao?" Dương Lăng thở dài một tiếng: "Nếu chỉ ôm bút tích của hoàng thượng về thì không sao cả, ta lại ôm cả công chúa Vĩnh Phúc về nữa kìa." Tiếng cười khanh khách của Cao Văn Tâm đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt lắp bắp rồi nói: Công chúa sao?" Dương Lăng thấy nàng bị hù đến hoa dung thất sắc, bất giác phụt một tiếng bật cười. Trong đám tê thiếp chỉ có Cao Văn Tâm là đại gia khuê các, quan lại thế gia chân chính, cho nên sự kính sợ đối với hoàng quyền cũng là nặng nhất. Dương Lăng không đành lòng dọa nàng nữa, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của nàng, nhưng nghĩ đến Vĩnh Phúc, sắc mặt hắn lại hiện lên vẻ u sầu. Hắn nói: "Đúng vậy, công chúa Vĩnh Phúc nghe nói phò mã giống trống khua chiêng tuyển chọn cho nàng lại là một con bệnh lao có thể chết bất cứ lúc nào, thì vừa sợ vừa giận, cuối cùng muốn xuất gia làm ni cô." "À đúng rồi." Dương Lăng đột nhiên mở to mắt, nắm lấy tay của nàng rồi nói: "Hoàng thượng chuẩn bị chọn một chỗ để xây ni am, để công chúa Vĩnh Phúc làm am chủ. Trước tiên là tu hành, đợi sau khi tu hành đắc đạo, Phật tâm ổn định rồi thì sẽ chính thức xuất gia. Văn Tâm ơi, nếu vì vậy mà hại cả cuộc đời công chúa thì tướng công vĩnh viễn không vui vẻ được. Dù sao thì cũng ở ngoài ô phía tây, hẳn là cũng không xa lắm đâu. Lúc nào rảnh rỗi nàng và các nàng ngẫu nương cứ vào như tín đồ lễ Phật mà vào trong am với công chúa đi. Tốt nhất là nói những chuyện tốt đẹp hạnh phúc chốn hồng trần với công chúa, để tâm của công chúa không được yên tĩnh. Nó không chừng 1-2 năm sau nàng hết giận sẽ hồi tâm chuyển ý, hoàn tục hồi cung thôi." "Được." Cao Văn Tâm quan tâm mà nói: "Đừng nói là không xa, cho dù là xa nhưng vì phu quân muội cũng sẽ đi, phải khuyên được công chúa quay đầu mới được, xem như bù lại sai sót của chúng ta, cũng coi như là tích công đức vậy." Đang nói chuyện, xe ngựa đã đến phủ Uy Quốc Công ở Cao Lão Trang. Lưu Đại Bổng Trì ở phía trước hét to: "Quốc công gia, chúng ta đến nhà rồi." Dương Lăng ừ một tiếng, chỉ một lát sau đã nghĩ ra rất nhiều bằng môn tà đạo. Công chúa chỉ mới 16 tuổi mà thôi, có thể để có định kiến gì đây? Ngọc Đồng Xuân và Tuyết Lý Mai là một đôi hồ ly tinh chuyên câu hồn câu phách, biết rất nhiều chuyện tình của các đôi nam thanh nữ tú. Nếu công chúa thật sự xuất gia thì cứ để cho hai nàng là được rồi. Cho dù Vĩnh Phúc có bước lên cung trăng cũng phải dụ dỗ tiểu ni cô này về lại hạ giới. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn thấy dễ chịu hơn, đột nhiên nổi hứng vui đùa, ngồi bật dậy, đưa tay bấm lên bộ ngực sữa của Cao Văn Tâm. Bộ ngực sữa của Cao Văn Tâm cao ngất, nhu hoa như hình thủy mật đào, rất dễ tìm thấy nên vừa bấm liền trúng. Cao Văn Tâm giật mình, không nén được xấu hổ mà đánh hắn một cái. Dương Lăng cười ha ha, xốc màn kiệu lên, đứng trên cảng xe đang muốn nhảy xuống, đột nhiên phát giác trên mảnh ruộng rộng lớn cách khoảng sân trước cửa nhà một con kênh có rất nhiều người đang bận rộn tới lui. Dương Lăng có chút không hiểu, trời mùa đông mà nhà ai lại làm việc bên dưới vậy, có thể làm được gì đây? Dương Lăng cứ để tay thế mà nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện những người này đều mặc trường bào. Có một người mặc áo bào màu lam đang đứng trên bờ ruộng đo đo vẽ vẽ, rõ ràng là cách ăn mặc của thái giám trong cung. Dương Lăng càng thêm ngạc nhiên, vội nói với Cao tổng quản ra nghênh đón: "Quản gia, đối diện làm gì vậy?"
người phương Bắc và mùa đông rất ít khi ra khỏi nhà. Cao quản gia cũng không biết ra sao. Dương Lăng ngẫm nghĩ thì thấy không yên tâm, liền nói: "Quản gia, ông theo phu nhân trở vào trước đi, ta đi nhìn cho rõ." Cao Văn Tâm cũng không yên lòng, nàng cũng không hồi phủ, cũng theo đi bên cạnh Dương Lăng. Mấy người dẫn theo hơn 10 gia tướng băng qua con kênh, đi đến bên bờ ruộng, chỉ nghe người mặc y phục thái giám màu lam đang la hét ở đấy: "Đúng đúng, đào một cái hồ ở đây, trồng một ít hoa sen, nuôi một ít cá vàng, nhớ đắp một ngọn giả sơn ở chỗ này, bên cạnh giả sơn phải đặt một chiếc xích đu, một cái sao cho được chứ, phải 4 cái kìa. Ở phía đông sao, phía đông toàn bộ trồng cây cỏ, phải trừ lại một khoảnh làm mã tràng kìa." Dương Lăng rất uy nghiêm đằng hắng một tiếng, người nọ quay đầu lại, khi thấy rõ là Dương Lăng thì đột nhiên cả kinh, ôi cha một tiếng, vui mừng bước lên chào đón. "Dương đại nhân, à không không không, ở Uy Quốc Công, nô tài tham kiến Uy Quốc Công gia. Ôi chao, bà con xa không bằng lắng rừng gần, sau này xin Quốc Công gia quan tâm nhiều hơn." Dương Lăng nhìn ra là một trong bát hổ Cao Phượng, không khỏi ngạc nhiên mà nói: "Ở Cao công công, ông xây nhà ở đây sao?" Cao Phượng là một trong bát hổ, thế nhưng qua lại 1-2 năm nay, Dương Lăng dần phát hiện Cao Phượng trong bát hổ cũng không tệ lắm. Người này làm việc tương đối kín đáo, ông ta cũng không tham tiền. Có tham tiền nhưng tham có chừng mực, hơn nữa hoàn toàn không ham mê quyền lực. Chưa có xung đột mạnh với Dương Lăng và Lưu Cẩn. Tuy nói là được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng bởi vì sức khỏe không được tốt nên trong năm nay đã 2 lần xin từ chức Dương lão, cho nên cách nhìn của Dương Lăng đối với ông ta vẫn rất tốt. Hắn biết thái giám trong cung đều rất giàu có, trong kinh cũng xây nhà riêng rất xa hoa, không ngờ Cao Phượng lại mua mảnh ruộng đối diện phủ Uy Quốc Công mà xây nhà. Nào ngờ Cao Phượng vừa nghe liền cười híp mắt rồi nói: "Quốc công gia chê cười, sao ta lại có thể mua nổi miếng đất lớn như vậy để xây nhà chứ? Ở đây là xây Bạch Y Am, công chúa Vĩnh Phúc điện hạ để tóc tu hành, mảnh đất này phong thủy khất lợi nên mới chọn ở nơi đây." Cằm sắc một tiếng rất xuống đất, Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm, hắn lên tiếng nói: "Công chúa điện hạ xuất gia, Am được chọn xây ở đây sao?" "Đúng vậy." Cao Phượng đúng lý hợp tình đáp: "Ở đây phong thủy tốt, phía tây là nội sướng nên an toàn, đối diện là phủ của quốc công gia rất tương xứng, phía đông là con đường dẫn vào kinh nên rất thuận tiện, lưng lại dựa vào sân mạch Tam Lĩnh Nghênh Châu nên phong thủy tốt, ngài xem chỗ mà chúng ta chọn thế nào?" Dương Lăng nghiến răng ken két, còn chưa kịp mở miệng, phía bên cạnh lại có một người học việc chạy qua nói: "À công công, công công, phía đông xây cái gì ạ? Sư phụ nói xin công công ra lệnh để trở về vẽ bản vẽ." Cao Phượng nhắm hai mắt nói: "Chỗ đó sao? Chỗ đó không xây gì cả. Đào vào khoảnh hố to dẫn nước và trồng hoa sen. Chính giữa dựng một cái đình. Công chúa rất thích chèo thuyền. Đúng rồi, số đất đào được thì mang đến phía tây để đắp một ngọn núi nhỏ đi." Hai tròng mắt của Dương Lăng cũng sắp lọt ra ngoài rồi. Cao Phượng vẫn ở đó đo đo vẽ vẽ. "Suýt chút ta quên, toàn bộ nền nhà phải lùi về phía sau một khoảnh đất, trừ lại một khoảng sân lớn, đặt chiếc bàn đá xanh, có thể dùng ngựa được. Sư tử trước môn lầu phải được kê cao trên gối đá, bằng 3 người nha, chiếm cũng không ít chỗ đâu, đừng có quên đấy." Lại rắc một tiếng, chiếc cằm vừa mới nhặt lại của Dương Lăng suýt chút nữa lại rớt xuống nữa. Phía trước là hồ cá giả sơn, còn có xích đu, phía tây có mã tràng, phía đông là hồ nhân tạo. Đây là Bạch Y Am hay là công viên Bạch Y đây? Dương Lăng cười gượng 2 tiếng rồi nói: "Bạch Y Am này quy mô thật không nhỏ." "Đúng vậy, đúng vậy." Cao Phượng mặt mày hớn hở, nhón chân lên chỉ ra xa rồi nói: "Quốc công gia, ngài có thấy 4 cái cây kia không? Am này được xây trên đất ruộng nên không trồng cây ở đây thì rất khó coi. Hướng của 4 cây kia trồng thì chính là phía bắc, trồng nhiều cây một chút có thể tránh được gió cát. Ta chuẩn bị trồng thêm 7-8 cánh rừng ở đấy, thủy liễu, bạch du, long chảo hè, thủy sam, vân sam, ngô đồng gì gì đó, còn có cả tử vi, hồng phong, bạch quả, tử ngọc lan, vân vân. Ở giữa thì dẫn nước là một con sông, để cho những cái cây này 1 năm 4 mùa đều xanh tươi. Chỉ là mùa đông sẽ bị rụng lá, nhưng chỉ cần trồng thêm tùng quái, băng quái, vụ tùng cũng rất đẹp nha, phối hợp với cảnh tuyết, cảnh nước. Tiểu đình giả sơn thật giống như dân gian tiên cảnh mà. Hoàng thượng đã nói rồi, cứ chiếu theo quy mô của lâm viên hoàng gia mà làm." Dương Lăng giật mình kinh hãi: "Quy mô thật lớn, số tiền cũng không ít đâu. Nói thật lâu cũng toàn là lâm viên cả, căn nhà chính giữa vẫn còn chưa xây nữa mà. Ngoài ra trồng 7-8 cánh rừng bên cạnh nữa sao? Trạch viện này rốt cuộc to cỡ nào đây?" Hắn nhắn mũi chân nhìn thật lâu, nghi hoặc rồi nói: "Ta nói này công công, 4 cái cây mà công công nói ở đâu vậy? Sao ta lại không thấy vậy?" "Ồ, không ở đó sao? Ở đằng kia kìa, sao ngài lại không thấy chứ? Ta vừa cưỡi ngựa từ bên đó qua đây. Hey, buổi chiều mặt trời ngả về tây, lại cách xa nên không nhìn thấy được đâu."
Quốc công gia, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng thật sự là yêu thương công chúa mà, ở đây phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Còn không phải sao? Hoàng thượng nói huynh trưởng như cha, người không chăm sóc muội muội thì ai chăm sóc đây? Có điều tiền này cũng không phải hoàng thượng lấy ra, chẳng phải là nói ngài lấy ra sao? Hả? Thì mảnh đất này ta đã quay lại rồi, hoàng gia trưng dụng nên giá điền sản gấp 4 lần giá trong cung, qua năm mới sẽ trả tiền. Ta đã lấy danh nghĩa uy quốc công mà giao giấy nợ cho bọn họ rồi. Cao Văn Tâm giật mình kinh hãi, cũng không quan tâm tướng công đang thất thần, hoảng sợ vội hỏi: Cái gì vậy? Muốn gia của ta trả, vậy phải trả bao nhiêu tiền đây? Cao Phượng nhìn nàng một cái, rồi ra vẻ hành lễ mà nói: Vị này chắc là quốc công phu nhân, ta thất lễ rồi. Không nhiều tiền đâu, khoảng 7.400 lượng thôi. Ồ! Cao Văn Tâm vừa mới yên lòng thì ngay sau đấy, Cao Phượng lại nói một câu: Đây là giá đất, còn những thứ khác như trồng rừng, đào hồ, mua đá thái hồ, xây nhà xây lầu các, tiền thợ tiền thầy thì phải tính toán đại khái mới có thể biết được. Cao Văn Tâm lập tức khoa dung thất sắc, ánh mắt Dương Lăng nhìn đăm đăm, sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên quay đầu nói: Văn Tâm, nàng về phủ trước đi, ta phải vào thành một chuyến. Cao Văn Tâm lấy làm lạ. Hả? Cao Văn Tâm lấy làm lạ nói: Lại vào thành sao? Phu quân còn chuyện chưa xử lý xong sao? Giọng Dương Lăng nhàn nhạt nói: Hoàng thượng giao cho ta việc kê biên tài sản Ảm Gia, điều tra chuyện Ảm Gia tham ô, nói tiền xếp nhà thu được sẽ dùng để xây am, ta phải lập tức tìm Lưu Công Công để tiếp nhận. Cái gì? Đây là xây am Nico sao? Công chúa Vĩnh Phúc xuất gia hay là nghỉ ngơi vậy? Đây căn bản chính là biệt uyển hoàng gia đặc biệt lớn mà. Lúc bây giờ Thành Kỳ Vận cũng xuất ruột, nàng cũng không xem như mình như người ngoài. Dương Lăng là của nàng, nàng là của Dương Lăng. Tuy nội xưởng kiếm được nhiều tiền, nhưng Dương Lăng cũng không lấy tiền về nhà. Dương Lăng giao cho nàng vận hành một số ngân lượng lớn, dùng để phát triển thị trường hải ngoại, lợi dụng con đường quân dịch để bắc nối với một con đường giao lưu thương nghiệp mới. Muốn đầu tư xây dựng các cơ sở ngầm ở Liêu Đông, Tây Vực cần rất nhiều kinh phí, phải sắp xếp lại các thế lực sau khi đã thoát ly nội xưởng, nên tình hình kinh tế trong tay cũng không thoải mái cho lắm. Thành Kỳ Vận đã mắt tới lui, đột nhiên hỏi: Công chúa Vĩnh Phúc xuất gia làm am chủ Bạch Y Am, pháp hiệu của vị cô nương hoàng gia này là gì vậy? Vừa rồi ta không có để ý. Sở Linh đáp: Là Tu Duyên. Tu Duyên sao? Thành Kỳ Vận lặp lại một lần, trầm ngâm thong thả tới lui trong phòng một hồi, vẻ hiểu rõ đột nhiên xẹt qua đáy mắt. Nàng ngồi lại trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại, âm thầm làm rõ những chỗ không hợp tình hợp lý lần nữa, kết hợp với các tin tức mà mình thu được, cuối cùng khẳng định bản thân mình không hề đoán sai. Trên mặt Thành Kỳ Vận không khỏi lộ ra vẻ như cười như không. Như vậy cũng tốt, xây phòng này cũng dùng được mấy trăm năm, những thứ nên tốn tiền thì phải tốn. Phủ quốc công bây giờ được xây dựng trên nền phủ đệ của Cao Thái Y, vốn dĩ nhìn cũng không nhỏ, xây thành trạch viện của quốc công thì lại không đủ, bây giờ không ngừng xây thêm phòng ở hậu viện phía sau, quy hoạch cũng đến cực hạn rồi, không có chút khí thế gì cả, căn bản không phù hợp với thân phận của quốc công gia. Nàng ấy muốn xây thì cứ xây đi, cho dù ngân lượng xếp nhà không đủ dùng, cần phủ chúng ta bù vào một số thì cũng không có gì quá đáng cả, dù sao thì sớm muộn cũng là nhà của chúng ta mà. Thành Kỳ Vận khẽ mỉm cười nói: Biết rồi, mấy ngày nay đại nhân phải đi tra xét Ảm Phủ để xây niam cho công chúa, trong kinh chắc không có chuyện lớn gì đâu. Sở Linh tò mò nhìn Thành Kỳ Vận, vừa rồi còn tức giận thở hổn hển nhưng bị người ta xét nhà vậy, sao đảo mắt một cái thì mặt mày lại hớn hở rồi. Tâm tư của tiểu thư chẳng phải chỉ có nam nhân đoán không ra, dù là nữ nhân hơn nữa cũng là tỉ muội bên nhau nhiều năm cũng không đoán ra được. Mà phía Hồng Nương Tử vẫn không có tin tức gì sao? Thành Kỳ Vận lười biếng cạm móng tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dạ thưa tiểu thư, muốn luôn theo dấu một người thật sự rất khó, thêm vào đó thân thủ cô ta rất tốt, người của chúng ta chia ra giám thị trước sau 6 lượt, nhưng đến khi đến Thanh Châu, cô ta lại đi qua cửa sau của một cửa hàng tơ lúa, rồi lại đi qua 3 con ngõ nhỏ, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Người của chúng ta huy động rất nhiều tai mắt trong thành, cũng không nghe thấy tin tức của cô ta. Đôi lông mày đen của Thành Kỳ Vận trao lại. Chu Đức An nhận được quân lệnh ấn tín của binh bộ nên đã xuôi nam nhận chức rồi. Bản thân ông ta võ công cao cường, sau khi nhận được sự cảnh cáo của Cẩm Y Vệ thì càng thêm cẩn thận, cố ý ngồi cùng quan binh thuyền thuế để xuôi nam. Người thông minh sẽ không tìm cơ hội ra tay lúc này đâu. Thế nhưng thưa tiểu thư, Chu Đức An còn chưa rời khỏi kinh thành, cũng không ai biết ông ta dùng cách gì để đi nhậm chức, thì Hồng Nương Tử đã đi Sơn Đông rồi. Lẽ nào cô ta biết bốc quẻ tiên tri từ sớm đã biết không có cơ hội ra tay hay sao? Thành Kỳ Vận nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm mảnh mai duyên dáng giả hoạt mà nói. Cô ta nói muốn chọc thủng trời thành một lỗ lớn để cho đại nhân đi vá sao?
ta lại muốn biết nữ nhân ngốc này có thể làm được chuyện lớn gì đây. Chúng ta cũng đi Sơn Đông, cô ta sẽ không mặc kệ kẻ thù giết cha mà chạy đến đó đi dạo đâu, trừ phi là có tình lang ở đấy. Nhưng vị ca ca đó của cô ta đang bận vét bạc ở kinh thành để xây tân phòng chứ không ở Thanh Châu. Chuyện này nhất định là có mờ ám, chúng ta đi xem thử xem. Sở Linh cười khẽ liếc trắng mắt, người ta có quỷ còn tiểu thư không có quỷ hay sao? Nói cho cùng còn chẳng phải là tiểu thư canh cánh trong lòng câu nói đó của Dương đại nhân, ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng chính là người đầu tiên hay sao? Dù tiểu thư có giỏi hơn nữa cũng là một nữ nhân, vừa ghen lên thì không quan tâm thứ gì bên cạnh nữa cả. Dường như Thành Khải Vận cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy, đôi mắt đẹp mị hoặc mê người híp lại một cách nguy hiểm, đôi môi đỏ lộ ra hàm răng trắng tinh. Linh Nhi, nghĩ gì vậy? À không có, tiểu tỷ đang nghĩ bên Sở Yến tỷ vẫn chưa có tin tức gì, có cần phải người qua hỏi hay không? Không cần, tầm nhãn của Sở Yến muội nhiều hơn muội, A Đức Ni càng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Mã Liên Nhi, cái con hổ ly tinh chín đuôi tu luyện ngàn năm kia. Huống hồ ba người các nàng chủ yếu phụ trách thương vụ của phân nửa Giang Nam, có hai lão tướng thương trường là Ngô Tế Uyên và Tử Kinh tương trợ, còn có đám còn lại như Cốc Công Công, Phủ Sứ Trấn Tiền, Mẫn Đại Nhân, Hàn Tướng Quân, thì có thể có chuyện gì được đây? Sở Linh không phục nói, tiểu thư khen Mã Liên Nhi kia lợi hại, thế nhưng nô tỳ thật sự nhìn không ra, ngoại trừ mỹ mạo thì nàng ta lợi hại chỗ nào, có thủ đoạn bản lĩnh gì đây? Nếu nói về tài cán năng lực, không cần tiểu thư ra mặt, chỉ riêng kiểu tỷ cũng tự tin có thể đánh bại cô ta được rồi. Thành Cái Vận mỉm cười nói, muội không nhìn ra sự lợi hại của cô nàng thì đó mới chính là sự lợi hại. Muội giỏi mưu sự nhưng làm người trung kiệt, Mã Liên Nhi giỏi khống chế người, chính là người trên người. Thuật khống chế người chân chính chính là xuân phong hóa vũ, đạt được lợi ích trong im lặng. Muội không cảm nhận được mà bất chi bất giác đã bị cuốn vào trong đó rồi, đây mới là bản lĩnh lớn. Luận tướng mạo, tư sắc của Liên Nhi đứng thứ nhất trong số thê thiếp của đại nhân, ngay cả ta cũng không theo kịp nàng. Nhưng trong số thê thiếp của đại nhân, Liên Nhi lại là người đáng thương nhất. Nàng đã trao thân cho đại nhân, vì thanh danh của đại nhân mà lặng lẽ đợi ở Giang Nam, không có danh phận, cũng không có sự chăm sóc của đại nhân, thậm chí lúc sinh con cũng không có đại nhân bên cạnh. Bây giờ đại nhân đang tính kế với Lưu Cẩn, nên càng không dám rời đi để thăm nàng. Nàng lại không oán không hối, ngay cả một lời oán giận cũng không nói ra. Muội cho rằng Mã Liên Nhi là thiện nam tín nữ, quy củ thành thật như vậy hay sao? Cũng không nhìn xem tính tình tâm địa của đại nhân như thế nào nữa sao? Tuy rằng không nói ra, thế nhưng trong lòng từ lâu đã cảm thấy thiệt thòi cho nàng ấy rất nhiều rồi. Muội cứ chờ mà xem, mặc kệ ai là bình thê hay là thị thiếp, trong tương lai bước qua cửa Dương phủ thì ngoại trừ đại phu nhân ra, cũng không có ai có thể đè được vị trí của nàng ấy trong lòng Dương đại nhân đâu. Còn nữa, trưởng nữ của đại nhân lúc biết gọi cha rồi mới gặp được phụ thân, sao đại nhân có thể không thương yêu nó để bù đắp lại nỗi hổ thẹn cho người làm cha chứ? Chỉ chịu khổ 1-2 năm thì đã đổi được sự yêu thương vô hạn cả đời còn lại, đáng chứ? Đổi lại là ta cũng sẽ nhịn. Sở Linh líu lưỡi mà nói, thật là lợi hại, nàng ấy thật sự ai nhìn cũng thấy đáng thương. Nô tỷ luôn cảm thấy đại nhân thật nhẫn tâm, tuy nó là trăm việc quấn thân không còn cách nào cả, nhưng cũng quá bất công đối với một vị tuyệt sắc danh nhân như vậy rồi. Nàng lại cam chịu khổ đau, hóa ra có điều tiểu thư vẫn lợi hại hơn, cũng chỉ có tiểu thư mới nhìn ra được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 156 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.